gì đến nhau? Giống như là hai nhà đều đang hát karaoke. Đúng rồi. Và mạnh ai người đấy hát. Đúng rồi. Trong hai căn nhà đó và hai cái nhà đó vô tình hát cùng một bài. Đón xem Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.